Chào các bạn đến kênh Mai Vàng Duy Lê nha. Thì hôm trước mình có cái quay cái clip là cái cây này nè, nói là sẽ vô dây. Thì hôm nay mình vô dây này được cũng khoảng 4-5 ngày rồi. Bạn thấy không? Mình qua mình dìu ra hết rồi. Thì dìu ra như vậy nè. Là lúc đầu là mình lượng được. Lượng như vậy cây nó không có mất sức khi mà những cái chọc già như vậy nè. Là mình lượng là sau này nó sẽ bị dập dập hết mấy cái nhánh đó. Đây đây là cái cây tứ quý nha. Thì mình đóng đầu luôn chứ không có ra cái chờ chờ cái chột. Mình nuôi lúc đầu mình lên thấy cái nhựa cái cây này nó mạnh nè là mình đóng luôn đó, đóng đóng tất cả những cái đầu này. Thường ở đây thì mình ghép chỉ có ghép một mắt thôi nha các bạn, cái một mắt thôi. Nên mình muốn muốn cái nhánh nào qua bên nào thì mình mới lựa cái mắt mình cho nó về bên đó. Tứ quý thì thường người ghép thì ra những cái chột vậy là nó đỏ hơn cái mai vàng mình, và cái sức nó ra cái chột nó cũng nhiều cái chèo nè các bạn. Đây cây này mình ghép mình nay mình xả nắng này cũng được một tuần rồi, tháo bịch nay chắc cũng khoảng nửa tháng rồi. Em thấy không, nó mập lắm, những cái chè mập. Trước mình gom trong đây một mớ nè, cắt bớt đó, cắt bớt mình chừa lại những số ngoài thôi. Nó nhiều lắm, nó ra chèo nó ra nhiều lắm đó, các bạn thấy không. Mình dẫn mình lên những sữa nè, lắc lượng. Bây giờ mình có thể nối thêm cái này, mình chừa này, tay chừa chừa thêm chừa thêm dây để mình dìu, sau này mình dìu ra nữa. Đây, cây này hôm trước mình đã sửa đây. Thường là nhiều 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 bạn á, là ghép thì người ta chọn nuôi khoảng vài tháng, khi mà nó lên cái chọt dày thì lớn bằng khoảng em điếu thuốc người ta ghép. Nhưng mình thì mình vô chậu xong là mình đợi cái nhựa nó lên á, nhựa lên mạnh á thì mình ghép luôn. Mà chọn những cái cây, thí dụ muốn ghép như vậy thì các bạn phải chọn cái cây cái nhựa nó lên mạnh nha các bạn. Đây nó viền những cái nhựa này lên nè, nó mạnh. Để chút xíu nữa mình vô tổng mình quay cho các bạn thấy cái cây mình vô cái chậu, vô cái chậu kia các bạn thấy cái bo nhựa nó lên rồi, mình chỉ các bạn ghép nha. Bạn thấy không, rất là mạnh. Đây là đây mình chia sẻ cái cây dưới đất này nữa nè. Cây dưới đất này hôm trước mình cũng nói là mình sẽ dìu dây nè các bạn. Đó, mình cũng đóng đầu như các cây kia thôi. Đó, mình đóng đóng trong thân đây. Bạn thấy rõ không? Đó, mình đóng thân hết. Đóng chỉ có một mắt thôi các bạn. Đó, nay mình dìu dây ra hết rồi. Dìu ra. Cây này thì gốc lớn mình để trồng chơi đó các bạn, mình chưa có bán nên mình để dưới đất mình trồng, trồng khoảng vài năm mình mới 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 đem lên chậu nha. Mình cũng dìu hết à, quấn quấn các bạn nhớ là quấn là nó thưa nha, nó thưa ra vậy, nó không có khuyết gì, khuyết trong cái nhánh của mình, cái cọng của mình. Còn nhánh này mình chưa quấn nè, xíu mình quấn sau. Các bạn dìu ra trước như vậy cái cây nó không có ảnh hưởng, nó không có mất sức cái cây.
sợ cái lá này nó già rồi cái cọng nó cứng các bạn, bằng quấn dây vô sữa sẽ dập và gãy xương nên cái cây nó dễ mất sức hơn. Còn mình dìu tước như vậy thì cái cây nó đỡ ảnh hưởng, nó không ảnh hưởng nhiều. Cái clip sau á mình sẽ chia sẻ cái cách ghép cho các bạn nha. Đấy, vô đây cái cây trong đây. Đây. Cái cây này cũng cây lớn, cây gốc lớn nha các bạn. Mình cũng ghép rồi. Đây mình chỉ đóng 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 tung thân thôi chứ mình không có ghép chỗ. Các bạn thấy không? Không có ghép chỗ. Đây mình đóng này cũng được mười mấy ngày rồi. Khoảng 11 12 ngày nó cũng le hết rồi các bạn. Cũng chuẩn bị tháo bịch hết rồi. Nói chung dính cũng đạt khoảng 100% luôn các bạn, chưa thấy cái bo nào rớt hết. Đây mình có đóng tung thân nữa nè, tung thân của nó nè. Thì quay hết cho các bạn coi nha. Cây này đế lớn lắm. Để trước tiên các bạn ép nè. Bộ đế cái nào mình phải gom cho nó gọn, mình vô cái chậu nhỏ nhất nha. Chậu nhỏ như vậy cái lượng phân của nó ít nên cái rễ nó ra sẽ nó mau bó bầu nè. Chứ là các bạn vô cái chậu bự cái là chậu bự là phân nó ăn không hết nên cái cây mình nó không có bó bầu nha. Nó dễ bị dư nước. Cây này cũng lớn mà mình vô chỉ có chậu 8 thôi. Cái đế nó lớn lắm. Bộ rễ nó là vừa cái chậu luôn mà. Như đây, mình vô chỉ có cách cái chậu là khoảng 2 phân thôi. Nó chỉ 2 phân thôi. Nó chừa tới cái mặt mặt chậu nè. Chỉ 2 phân thôi. Nên mình vậy đó, khi nó ra rễ rồi nó bó cái bầu mình muốn thay, thay cái chậu khác nó cũng dễ nữa. Còn nếu các bạn vô cái chậu bự á, chậu bự thì nó dư phân lắm, nó ăn lâu hết phân mà nó dễ bị dư nước nữa. Nên lúc đầu mình phải vô chậu những cái chậu nhỏ gọn thôi, cái dừa thôi, dừa cái cây của mình, dừa cái bộ đế. Đây. Nó le hết các bạn. Thì cái clip sau mình sẽ quay chỉ cái cách thì cách ghép cho các bạn nha. Thì chia sẻ cái cách ghép luôn. Thì nhiều nói chung mọi người thì mỗi cái cách riêng, như mình thấy mình làm như vậy nó cũng đạt hiệu quả lắm các bạn. Đây cây này thì ghép đây ghép già mùa rồi. Cây này ghép cái cốt lớn rồi. Cốt nó khoảng mười mấy 20 năm mà. Mình chừa lại mình có cái nụ này. Đây mà em thấy là nếu mà lên nhựa như vậy nè, nếu mà cây mà chưa ghép á thì các bạn đóng lên nhựa như vậy, các bạn đóng lên ghép luôn. Để cái clip sau mình sẽ ghép một số cây cho các bạn coi nha. Hai cây này là ghép được rồi nè. Đó, nó lên như vậy các bạn ghép là cái nhựa nó mình tách cái này nó tóc rồi, nó không có còn dính nữa. Nếu mà không có lên nhựa như vậy các bạn ghép cái mình khi mình tách ra đó là nó không có tóc vỏ, nó còn dính những cái sớ nên nó lên nhựa về các bạn tóc ra là thấy nó không còn dính nữa. Cây này thì mình cũng mới vô cách đây khoảng 10 bữa nó cũng lên nhựa rồi các bạn, lên nhựa nhiều rồi. Cây này khoảng nửa tháng nữa mình ghép được rồi. Bên về trưa khi mà nó cuốn lên một cái nữa nha các bạn, nhớ nha, cuốn lên một lớp nhựa nữa nó dày hơn, bạn ghép nó đạt hiệu quả cao hơn. Cái này thì mình ghép rồi. Đây một cây bài nha, đây
chứ cây này mình cũng chuẩn bị ghép được nè các bạn. Nhựa nó lên nó lớp vàng vàng rồi nè. Khi mà trắng trắng thì chưa được nha các bạn, phải lên lớp vàng luôn. Nó cuốn lên một lớp nữa, lên một lớp đầu tiên rồi lên một lớp thứ hai, nó cuốn lên dày như vậy các bạn, ghép nó dễ hơn, đạt hiệu quả hơn. Đây mình xin chia sẻ số cây lớn mình nha các bạn. Thì tháng này thì những cây lớn của mình nó cũng đã làm nụ rồi các bạn, làm nụ lớn lắm rồi. Cây này thì tầm cao của nó khoảng 2m7, 2m8 nhưng mà cái khung tàn nó đường kính ngang nó cũng khoảng 2m à, 2m trên rồi. Đây.